Vâng, chào tất cả mọi người. Bây giờ mình sẽ đi nhận định và phân tích cái tỷ lệ kèo trận đấu giữa hai đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Tajikistan. Đây là trận đấu thuộc lượt trận đầu tiên của vòng bảng ở đấu trường Asian Cup và sẽ được diễn ra vào lúc 21 giờ ngày 13 tháng 1 theo giờ Việt Nam. Và theo đánh giá thì đội tuyển Trung Quốc sẽ là đội được đánh giá cửa trên và sẽ chấp đội tuyển Tajikistan với mức kèo là 0,25. Mức kèo cũng có thể hạ xuống còn là kèo đồng và tăng 0,5. Mức tài xỉu là 2 trái 2,25 và 1,75 tùy kèo biến động. Trước khi đi vào nhận định, mong các bạn ủng hộ mình bằng một like video này và một lượt đăng ký kênh nhé. Và mình cũng xin thông báo thêm với các bạn là hiện tại thì mình cũng có nhóm Zalo và Telegram cập nhật kèo bóng cho các bạn tham khảo mỗi ngày. Đường link của nhóm thì mình có để ở bên dưới phần mô tả của video này. Các bạn cứ việc xuống dưới phần mô tả, ấn vào đường link của nhóm để đăng ký làm thành viên và sẵn tiện tham khảo về những kèo bóng khác nhé. Và bây giờ mình sẽ quay trở lại với cái phần nhận định bóng đá của trận đấu này. Trong quá khứ thì đội tuyển Trung Quốc và đội tuyển Tajikistan mới chỉ có 4 lần đối đầu với nhau. 4 lần đối đầu đó thì đội tuyển Trung Quốc thắng 3 và hòa 1 trước đội tuyển Tajikistan. 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Trung Quốc thì Trung Quốc thắng 1 và thua 4. Còn 5 trận thi đấu gần nhất của đội tuyển Tajikistan thì Tajikistan thắng 4 và hòa 1. Và ở lần đối đầu này với mức kèo thế này thì theo nhận định của mình thì lần này mình sẽ đặt niềm tin vào đội tuyển Tajikistan được chấp 0,25 nha. Vì sao? Mặc dù gặp lại đội tuyển Trung Quốc thì một lần nữa đội tuyển Tajikistan vẫn bị đánh giá cửa dưới như ngày nào, nhưng mà xét về thực lực và chiều sâu đội hình ở thời điểm hiện tại so với đội tuyển Trung Quốc thì mình thấy là đội tuyển Tajikistan họ cũng không phải một đối thủ hoàn toàn quá yếu đâu. Thứ hai đó thì nếu như hai đội kết thúc trận này với một tỷ số hòa nào đó thì chúng ta chọn đội tuyển Tajikistan được chấp, chúng ta cũng vẫn thắng kèo. Và thứ ba nữa thì trong bóng đá nó cũng chưa nói trước được nhiều điều, khi mà 90 phút chưa kết thúc không phải lúc nào cửa dưới thì phải nhận thất bại đâu. Thời gian vừa qua thì đội tuyển Trung Quốc họ đang có phong độ không tốt, còn Tajikistan thì ngược lại họ vẫn đang giữ cho mình một cái phong độ khá là đều đặn thời gian gần đây. Và ở lượt trận này Tajikistan họ sẽ có được lực lượng đầy đủ nhất, thì biết đâu họ sẽ có lần đầu tiên đá bại được đội tuyển Trung Quốc thì sao. Cho nên bạn nào tin tưởng mình ưu tiên chọn Tajikistan được chấp ở lượt trận này, mình nghĩ cũng sẽ rất là sáng cho các bạn. Với lại Trung Quốc cũng là một thế lực của bóng đá châu Á mà ngay lượt trận đầu ra quân gặp đối thủ cũng không mấy tên tuổi mà Trung Quốc lại chấp có đồng nữa, thậm chí là có mức kèo phụ là kèo đồng, thì mình nghĩ ít nhiều gì đây cũng có thể là cái mức kèo gài để cho các bạn đổ phải nằm Trung Quốc quá nhiều cũng không chân. Mức tài xỉu là 2 trái 1,75 và 2,25. Những lần gặp nhau trước đây của hai đội thì đa phần mình thấy nó cũng không có được nhiều bàn thắng được ghi, với lại là cái hiệu suất ghi bàn của hai đội thời gian vừa qua nó cũng không tốt cho lắm. Lần đầu tiên ra quân thì có thể là hai đội sẽ còn thận trọng nữa. Mình nghĩ cuộc đối đầu này sẽ là cuộc đối đầu đầy tẻ nhạt, thậm chí là có thể là sẽ không có bàn thắng được ghi. Dự đoán hai đội hòa nhau không đều hoặc là 1-0 nghiêng về cho Tajikistan. Bạn nào tin tưởng mình nữa thì ưu tiên chọn kèo xỉu 2 hoặc là 2,25 nhé. Các bạn có thể là đá nhẹ cái xỉu ngay từ đầu thôi. Khi nào mà đâm một bàn rồi thì lúc đó các bạn hãy nên vào xỉu theo ý muốn của các bạn. Ở mức hiệp 1 thì mức kèo là kèo đồng và tài xỉu là 0,75. Vì đó hiệp 1 với hiệu suất như bạn không tốt thời gian vừa qua của hai đội thì mình nghĩ là hiệp 1 hai đội sẽ dè chừng đối thủ của mình và cầm chân nhau với tỷ số là hòa không bàn thắng ở hiệp 1. Hiệp 1 các bạn chọn Tajikistan lựa kèo phụ được chấp nha, và đá nhẹ cái xỉu 0,75 hoặc là an toàn hơn lựa xỉu 1 ở hiệp 1 trận này. Tóm lại trận này chốt kèo là chọn Tajikistan và đá xỉu 2 2,25. Ở hiệp 1 chọn Tajikistan và đá nhẹ cái xỉu. Chúc các bạn may mắn.